đó thì khi chúng ta buông ga ra thì máy bay nó sẽ tự giữ độ cao đó ha, thì chúng ta chỉ cần tiến lùi trái phải là được. Và xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu sản phẩm mới ha, Eagle Pro. Thì mẫu sản phẩm này với mã sản phẩm là Drone S9, với thiết kế là gấp cánh khá là đẹp mắt như thế này và có camera phía trước ha, ngoài ra những cái đèn led rất là lấp lánh. Và bây giờ mình sẽ mở cánh chiếc mẫu máy bay này ra ha. Cánh nó rất là cứng, vô khớp, chúng ta bẻ lên cái nó mới vô khớp đó. Và đây là remote điều khiển ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn một số chức năng trên cái remote điều khiển này. Đó. Thì cần bên trái là cần ga nè. Chúng ta kéo ga càng cao thì chúng ta nó sẽ lên càng mạnh ha. Thì trước khi kết nối mình sẽ mở máy bay lên trước. Trước khi kết nối các bạn sẽ mở máy bay lên trước. Đó. Sau đó các bạn sẽ mở remote điều khiển ha. Đối với cái mẫu này thì chúng ta không cần gạt cần ga lên xuống, mà muốn quay cánh thì chúng ta chỉ cần kéo về hai bên ha, thì nó sẽ quay cánh ha, kéo xuống thì nó sẽ tắt đó. Ngoài ra nó còn có một số chức năng, đó là chế độ không đầu. Khi chúng ta bấm nút này, nút nhỏ này, nó sẽ chuyển sang chế độ không đầu ha, thì khi đó máy bay sẽ không phân biệt đầu đuôi và nó có hiện tượng chớp đèn như thế này đó. Tức là các bạn có thể quay tất cả các hướng và vẫn tiến về phía trước, máy bay vẫn tiến về phía trước ha, không phân biệt đầu đuôi. Muốn tắt chế độ này chúng ta chỉ cần bấm một cái nữa thì nó sẽ đứng đèn trở lại bình thường. Còn cái nút dưới là chế độ quay về ha. Tuy nhiên á thì những bạn nào mà do là cái mẫu máy bay này á, nó là cái mẫu không có định vị GPS ha, cho nên là cái chế độ quay về chỉ mang tính chất tương đối thôi đó. Chúng ta có thể sử dụng đến hoặc không sử dụng đến. Còn hoặc nếu sử dụng á, thì khi nó quay về á, thì chúng ta sẽ hạ cần ga xuống. Gần tới nơi chúng ta sẽ hạ ga cho nó đáp xuống ha. Chứ nó không có đáp như mẫu GPS ha. Đó. Và những nút này là nút tinh chỉnh cân bằng tiến lùi tạt trái tạt phải thôi. Là những nút này à. Đó. Nút bên đây có chức năng là nhanh chậm. Càng bấm thì nó càng nhanh ha. Chúng ta mỗi lần bấm nè, tiết 2 cái là nhanh vừa nè, tiết 3 cái là nhanh 100% nè, bấm 1 cái là trở về bình thường. Còn bên đây là nút nhào lộn ha, chúng ta bấm gạt thì nó sẽ nhào lộn theo muốn của chúng ta, gạt hướng nào cũng được ha. Đó. Ngoài ra cái nút này còn có chức năng là tự động cất cánh, tự động hạ cánh. Tuy nhiên á, nếu bạn sử dụng cái chức năng này thì các bạn nên sử dụng ngoài trời nha, bởi vì nó cất cánh lên rất là cao và hạ cánh xuống cũng, khi chúng ta muốn hạ cánh chúng ta chỉ cần nhấn giữ nó sẽ hạ cánh, nhấn giữ nó sẽ bay lên ha. Đó, thì một số chức năng như vậy. Và bây giờ tiếp đến thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng phần mềm của cái mẫu sản phẩm này. Thì khi mua về thì các bạn sẽ có một cái mã trên đây, nếu bạn là Android á thì các bạn có thể quét cái mã này ha. Còn iOS, iPhone thì chúng ta quét cái mã này, thì sau khi quét thì nó sẽ ra một cái phần mềm như thế này. Mình sẽ mở cho các bạn coi ha, phần mềm là Go Sky. Thì bây giờ mình sẽ mở máy bay lên cho các bạn xem. Thì sau khi mở máy bay lên á, thì chúng ta sẽ mở cái wifi của chúng ta ha. Đấy, các bạn sẽ mở một wifi này, vô wifi thì nó sẽ có một cái gọi là ít đó, UFO đó. Nói chung là có UFO là đúng ha. Sau khi có dấu tít nè, chuẩn bị có dấu tít là nó ok đó. Sau khi kết nối mạng thành công thì chúng ta sẽ trở lại phần mềm đó, chúng ta sẽ bấm nút play đó. Thì sau khi bấm nút play thì máy bay nó sẽ ra là remote của chúng ta nè. Đó, ngoài ánh sáng tốt quá thì đèn nó, thì camera nó rất là tốt ha. Còn do đây ánh sáng rất là thấp cho nên camera nó chỉ không được rõ lắm đó. Rồi sau khi kết nối vào thì các bạn sẽ mở on lên để mở cái bộ remote điều khiển lên. Và khi mở bộ remote điều khiển lên, ta bấm vô đèo cái cho máy bay này nó cân bằng, do máy bay này tự giữ cân bằng cho nên chúng ta phải bấm nút này nha. Và muốn quay cánh như trên điện thoại, các bạn có thể
Trên cái mẫu sản phẩm này muốn quay cánh thì chúng ta sẽ bấm tự động cất cánh nha, và tự động hạ cánh. Ngoài ra nó có nút tớp nữa nè. Khi mà chúng ta bấm trong quá trình nó bay mà chúng ta có thể đụng vật cản hay gì, chúng ta bấm nút stop để cho nó ngừng liền ha. Con này chức năng vẽ thì máy bay nó sẽ bay theo cái hướng vẽ ha. Đây là chế độ, những cái chế độ trên máy bay nè, tốc độ 60-100% nè. Còn đây là 3D, cái này mình cũng chưa tìm hiểu nữa. Đấy, cái này là chế độ không đầu nè. Cái này là dùng kính VRBox thì chúng ta mới dùng cái đó ha. Nói chung các bạn chỉ trên điện thoại thì các bạn chỉ cần quan tâm là chúng ta sẽ xem camera thôi, còn lái cũng được nhưng mà điều khiển thì rất là khó nha. Mình khuyến khích các bạn nên điều khiển bằng điện thoại hoặc bằng remote tốt hơn. Điện thoại chủ yếu để chúng ta để xem camera thôi. Muốn chụp hình thì chúng ta sẽ chụp nút này. Muốn quay phim thì chúng ta sẽ quay nút này, và thư mục nó sẽ được lưu ở trong đây, hình ảnh nè, đó, video đó. Và các bạn lưu ý là nên khi mà chúng ta kết nối được với cái điện thoại á thì chúng ta sẽ không kết nối được với remote nha. Cho nên nếu các bạn muốn điều khiển remote thì các bạn phải kết nối với remote trước, sau đó mở điện thoại lên để xem camera không là được rồi ha. Còn khi nào điều khiển bằng điện thoại thì chúng ta mới kết nối với điện thoại trước. Đó là như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay thử cái mẫu sản phẩm này cho các bạn xem ha. Mẫu này bay khá là ok đó. Đó, khi ngắt kết nối thì đèn sẽ nhấp nháy liền ha. Các bạn chỉ cần mở remote lên thì nó sẽ đứng đèn liền. Đó, thì khi này lúc này nó đã nhận remote của chúng ta. Đó, nhận được remote thì các bạn vẫn xem bằng camera điện thoại bình thường nha. Đó, bây giờ mình sẽ bay thử cho các bạn xem. Đây, sản phẩm khi chúng ta mở lên thì đèn sáng rất là đẹp ha. Đó, có đèn bên dưới nữa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bay thử ha cho các bạn xem ở trong nhà. Đó, thì khi chúng ta buông ga ra thì máy bay nó sẽ tự giữ độ cao đó ha. Thì chúng ta chỉ cần tiến lùi trái phải là được. Còn khi nào mà các bạn muốn lên ga thêm thì chúng ta chỉ cần kéo từng ga này lên thôi, hoặc hạ ga xuống ha. Đó. Đây là độ nhạy bình thường nè. Nó tiếp hai cái thì độ nhạy nhanh thì chúng ta sẽ kéo nó chạy rất là nhanh ha. Còn khi nào mà các bạn bay ngoài trời mà gió to á, chúng ta chơi ít 3 ha, thì khi này độ nhạy nó rất là nhanh nè. Đó, còn một là trở về bình thường nè. Đó, đây là chế độ không đầu ha. Đó, khi chuyển sang chế độ không đầu thì máy bay nó sẽ nhấp nháy đèn. Đó, chúng ta có thể quay các hướng mà vẫn tiến lùi bình thường. Đó, mình sẽ quay camera vô người nè. Mình vẫn tiến về trước bình thường ha. Đó, muốn tắt chế độ không đầu chúng ta chỉ cần bấm một cái nữa là tắt. Còn chế độ quay về á, thì khi các bạn muốn quay về các bạn sử dụng ngoài trời ha. Mẫu này do nó tự công bằng nên muốn các bạn muốn bấm quay về các bạn chơi ngoài trời thì quay về nó tốt hơn. Đó, muốn hạ cánh chúng ta sẽ cần kéo ra từ từ. Đó thì nó sẽ hạ cánh. Đó, hoặc các bạn nhấn giữ nút này cũng sẽ hạ cánh ha. Đó, lúc này nhào lộn, khi bạn sử dụng ngoài trời, bay ngoài trời vô trong nhà cái không gian hẹp quá mình không thể nhào lộn cho bạn xem cái mẫu này ha. Đó, còn khi nào mà mẫu máy bay này mà đang trong quá trình chơi mà nó chớp đèn á thì nó sẽ báo hiệu pin yếu ha, thì khi đó thì chúng ta sẽ cho máy bay tắt máy bay, cho máy bay nghỉ tầm khoảng 10 phút để cho pin nó nguội và chúng ta tiến hành đi sạc. Đó, thì trọn bộ sản phẩm của cái mẫu này bao gồm một cái máy bay điều khiển ha, pin sẽ gắn trong máy bay, còn khi nào mà hết pin đó chúng ta sẽ tháo cục pin ra và sạc với cái USB sạc như thế này ha. Đó, chúng ta cần cắm vào kim vô thì nó sẽ sáng đèn ha, khi nào tắt đèn là đầy. Đó, và ngoài ra
bạn sẽ còn được tặng thêm 4 cái cánh thay thế ha. Khi chúng ta hư cánh thì chúng ta sẽ thay thế cánh vào, nó có ký hiệu A và B. Hư cánh A thì chúng ta sẽ thay cánh A vào thôi. Ngoài ra các bạn còn được tặng thêm hai cái núm nè, núm để đậy ở trên đó, đó, và một cái con vít. Bốn cái cản bảo vệ thì chúng ta mua về chúng ta có thể gắn vào hoặc không gắn cũng được, gắn thì để nó bảo vệ cánh thôi, bạn nào không quen thì chúng ta có thể gắn vào. Và một cái kẹp điện thoại ha. Cái này thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái remote điều khiển như thế này. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái kẹp điện thoại lên. Ở đây nó sẽ có hai con ốc ha, chúng ta chỉ cần dặn vào. Đây sẽ là đầu giữ điện thoại, kéo lên xuống nè. Đó. Thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asin.vn và gõ như một từ khóa là ron x9 á, thì nó sẽ ra trọn bộ sản phẩm hình ảnh mẫu này. Hoặc có thể bạn có thể bấm eco pro nó sẽ ra sản phẩm này. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.